chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Yến đã có mặt tại đêm đầu tiên của chương trình Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2017. Ngày hôm nay Yến sẽ trình diễn hai bộ sưu tập của nhà thiết kế Tiến Chuyển và Corey. Và hy vọng rằng phần trình diễn ngày hôm nay của Yến sẽ làm hài lòng mọi người. Việt Nam International Fashion Week. Em cảm thấy thực sự là lúc đến cảm thấy khá là choáng ngợp là vì rất là đông, và cũng như là vào đến đây thấy tất cả mọi người, tất cả các anh chị đều mặc rất là đẹp. Cũng đây là lần thứ hai cho Lý tới với Fashion Week tại Hà Nội, và đây cũng là một trong những thảm đỏ rất là danh giá tại Việt Nam. Đang mặc một bộ trang phục của nhà thiết kế Công Trí và Mea đến để ủng hộ cho nhà thiết kế Công Trí. International Fashion Week và mong là hôm nay của người Tiến Chuyển sẽ diễn ra thành công. Và đây là lần đầu tiên Tina có cơ hội được tiếp xúc cũng như là được cộng tác cùng nhau hợp tác với Fashion Week, và Tina xin chúc cho chương trình này một lớn mạnh cũng như là phát triển rực rỡ hơn trong những năm tới. Cho Thu Hoài gửi lời cảm ơn và cũng là một lời chúc đến Việt Nam International Fashion Week, chúc cho show được thành công và luôn luôn sẽ thành công cho những mùa sau nữa. Riêng với nhà thiết kế Công Trí cũng là một người bạn của Thu Hoài, thì lúc nào Thu Hoài cũng luôn chúc anh được thành công và luôn ủng hộ anh trên mọi nẻo đường. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì show diễn đầu tiên của nhà thiết kế Công Trí mở màn cho Việt Nam International Fashion Week sẽ được diễn ra. Và mọi người ơi, hãy cùng Maya vào trong để cùng xem những bộ cánh đẹp nhất của nhà thiết kế Công Trí nhé.